chồng nghĩa là buồn ngủ này, ca cứ kéo đầu cũng biết thôi này, không được kéo chân ca nào, ca nằm đây ngủ đi, đừng nằm ngủ nha, ngủ đi đừng ngạch mày nghe chưa, nằm ngủ đi, ngủ đi nha, ngủ lại một tí nữa cho đi chơi. Tại đứng tại ca phải nghe lời bố nha, không được nghịch, ca ngồi đây bố ôm ngủ luôn rồi ngon, không ngủ nha, không được nghịch nghe chưa. Rồi ca mít thằng mít vừa mới tắm xong, mít đang bệt á, để cho mít ngủ nghe chưa. Ca này Quân này, ca mà kéo tóc của mít nữa là bố cho xuống đây nằm này, không cho nằm ấy rồi đấy, cứ kéo tóc nào, ca đi xuống đây nằm nhanh, không nằm đấy nữa, nằm mà không cứ kéo tóc của mít thôi, nằm đây đúng rồi, lại kéo chân mít đấy. Ca bưng lời không, nằm xuống đây đi ngoan, không được kéo chân mít nghe chưa. Nè cái tay này, nè cấm. Mít giật mình vậy. Đó. Cả phải nằm im nghe chưa? Không được kéo cái đầu của mít nghe chưa? Không được kéo lông của mít nghe chưa? Lông của mít này, kéo rụng hết cả lông đi. Nghe chưa? Nói mình hiểu lông mít mượt lắm này, lông mít mượt, lông ca cũng mượt. Ngồi im đi. Ừ, nhưng mà để từ từ tránh cái mặt của mít đi, để mít thở nha. Đúng rồi, để mít thở chứ con cứ chậm nữa mít thở rồi. Nào. Đấy, cá không được. Đấy, cho em nằm đây cho em ngủ chứ. Nằm thì Quân phải nằm sụp trang tí chứ. Nằm sụp trang tí, đúng rồi. Nằm bên đây này, nằm bên trái này. Rồi, à, nằm bên phải đây chứ. Em nằm buồn ngủ này, đừng có quấy em nữa. Hư lắm luôn. Nói không chịu nghe gì cả. Nào. Miều, miều tóc nãy ngày cực kỳ luôn, không chịu ngủ nha. Cao quá chịu đó, đừng kéo đầu em nữa. Nào ca, ca đứng xịt ra đây, đứng xịt ra đây, khoan trả lại. Nào, không được. Ca. Nào, tổ. Nghịch nhá. Nào. Ta. Nào, để em cho mít ngủ mà. Côn thao đó. Hả? không nghe lời gì à? Đấy,
nghịch lắm nha. Nào. Ôi trời ơi. Cá. Bây giờ em đang ngủ nha. Em biết đang ngủ này. Không tấm đầu em nữa, nghe chưa? Nghe chưa? Đây này, nằm xuống đây. Nằm xuống đây này, nằm xuống đây. Nằm, nằm đây. Nằm xuống. Nằm xuống hoài. Cứ quần bố bé lại gần đây là bắt đầu lại cứ tấm nữa thôi. Đó, đó. Nào. Không được tấm chứ. Nằm đây, em đang ngủ mà. Đây này, em đang buồn ngủ này. Cứ pha giấc ngủ em. Cá. Không được tấm chân kéo. Nằm xuống đây. Nằm ngoan đây, nằm ngoan đây. Nào. Ngoan đi, ngoan đi, cứ thử nha. Thử. Được rồi. Được rồi, ôm em ngủ nha. Nhưng mà không được kéo đầu nghe chưa. Không được kéo chân nghe chưa. Chắc là Kaka thấy là bố ôm biết là Kaka nghiên. Đó, bây giờ ôm cả hai nhưng mà không được kéo đầu em nha, nghe chưa. Em đang ngủ, trời ơi, em đang ngủ đó, em mệt lắm đó. Em mấy bữa nay em bị ngã này, em sứt cả mặt này. Rồi em bị ốm này, nghe chưa. Nằm ngủ đi, thương cả hai đó, thương Kaka nhất nhà, bố thương Kaka nhất nhà. Cho em thở nữa chứ. Tách ra một tí, mỗi đứa một bên rồi mà gần cứ. Nằm xịt ra một tí. Nào. Lấy cho hai đứa xuống dưới giường đây nằm nha. Không ôm đứa nào nha. Cái này gọi bố đặt mít xuống đây. Đặt mít xuống như đây. Cái đặt Kaka ở đây, Kaka ngồi xuống đây. Kaka cứ đứng. Đó, lại thấp đặt. Đi, nằm xuống đây đi. Kaka nằm đây. Rồi. Đó, bây giờ bố không ôm nữa nào đó. Bố cho mít xuống đây luôn. Mít không đi. Đó, đó. Mít xuống đây nằm với Kaka. Mít cũng đòi ôm mà cao cũng đòi ôm. Đó, nào. Bố quay bố không cản nữa nha. Cà thử lắm được cà cứ đèo mít kéo luôn. Nào, cà. Ngồi đây. Đấy, tụi mít ngủ đi, mít cho ngủ. Cà ngồi đây. Cà. Không. Cả. Nào. Cứ xuống vào đất. Ôi trời ơi. Cả. Nào. Thả ra. Đây, được rồi. Được rồi. Được rồi, bố ôm mít, bố ôm cạp. Bố ôm cạp, ôi rồi, bố ôm cạp. Ôi trời ơi, mít xuống đây ngủ nha. Rồi, mít xuống đây ngủ. Rồi. Mít nằm đây, mít nằm đây. Mít nằm đây đây, nằm im đây. Rồi. Nằm im đây, rồi. Đó, đấy, mít ngủ đi, đừng nữa. Rồi. Mít nằm xuống ngủ đi. Rồi, đó, hai đứa ngủ im đấy. Nhưng mà cạp phải nằm thì xích ra tí. Rồi. Không nằm với mít à, lại tranh hơi đây ngủ à, đó mít ngủ một mình này, ôi, đó thì lại cái thích trời bố, đó mít giận luôn, mít giận luôn, mít này đó mít nằm luôn, mít buồn.